Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Đây là clip giới thiệu sản phẩm côn nhị khúc mút tán cạnh cao cấp. Một sản phẩm cao cấp nhất trong số những sản phẩm côn nhị khúc dành cho người mới tập. Trên tay mình đây là hộp sản phẩm. Sản phẩm được đóng hộp rất đẹp và kỹ càng. Các bạn có thể thấy là trên phía bề mặt trên của sản phẩm như thế này thì có tên thương hiệu. Tên thương hiệu được đặt trên một cái thân côn như thế này. Sau đó đến phần dây côn. Tiếp nối tiếp theo là phần thân côn. Và chúng ta chú ý hơn đến phần thông số của côn ở đây. Thông số côn cho chúng ta thấy là đây là phiên bản Diamond kim cương. Tiếp theo, kích thước của côn, độ dài thân côn dài 290mm, độ dài dây côn dài 150mm và độ dài thân côn còn lại là 290mm. Có nghĩa hiểu nhanh là thân côn dài 29cm, dây dài 15cm. Ok. Tiếp theo là trọng lượng của côn. Trọng lượng 180g. Chất liệu. Về phần chất liệu này thì là có hai chất liệu cấu tạo nên cái côn này, đó là chất liệu EVA. Chất liệu EVA này đọc nhanh là EVA. Chất liệu EVA này là một loại mút xốp cao cấp. Tiếp theo là chất liệu PA66. PA66 này là nhựa nylon 66. Đó, cái chất liệu EVA này tạo nên phần mút xốp phía ngoài của côn, còn nhựa nylon PA66 sẽ tạo ra phần lõi của thân côn. Ok. Còn bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem, mình sẽ hướng dẫn mở hộp luôn nhé. Đây, hộp côn sẽ được đặt như thế này và chúng ta sẽ phải mở một cách khéo léo như sau. Đây, chúng ta lật ngược lại, ở phía trên này có phần lẫy gãy ra như thế này. Đó, tiếp theo gãy ra như thế này. Đó, gãy hai cái lẫy trên này lên. Sau đó chúng ta bửa phần này ra. Đó, lật ngược lại, đưa lên thế này. Đó, các bạn mở theo quy trình như vậy nhé. Đấy, nếu không mua hàng về các bạn lại không biết, lại xé rách hộp là rất là lãng phí. Một chiếc hộp đẹp như thế này, phía trong nó bao gồm những cái sản phẩm như sau này. Đầu tiên sẽ là côn được để ở trong một cái túi ni lông màu trắng trong, rất là đẹp, mình để ra đó nhé. Tiếp theo là dây sơ cua, dây côn để thay thế khi mà dây côn bị đứt, rất là chu đáo. Và tiếp theo nữa là túi đựng côn. Đây. Đó. Mình sẽ chi tiết hơn cho các bạn về cái phần vỏ hộp này là có mã QR. Mã QR này để chúng ta có thể kiểm tra sản phẩm. Đó. Đây là túi. Túi này là túi Hắc Long Vân. Tại sao mình lại gọi như vậy? Bởi vì là có con rồng đen vờn mây ở trên này. Túi thổ cẩm rất đẹp và dày dặn nhé. Đó. Và mình sẽ đi sâu vào cái việc quảng cáo cái sản phẩm côn. Đây, các bạn có thể xem. Có hai cái khuyên bằng kim loại ở đây. Phần đầu côn đây. Các bạn có thể thấy là côn được thiết kế tám cạnh đều tam tắc xung quanh. Đấy, và đây là phần đuôi côn. Đều tam tắc luôn, tám cạnh rất là đều và vuông vức. Và trên thân côn có dòng chữ Safety Nunchaku, côn nhị khúc an toàn. Đó, các bạn để ý nhé, bởi vì là được bao bọc bởi một lớp mút xốp rất dày nên là thân côn có độ đàn hồi khi chúng ta bóp vào như thế này. Đây. Đó, và nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu.
sau khi chúng ta nhả ra, đó nó sẽ hồi lại nhé. Đó, và mình giới thiệu cho các bạn phía đầu côn này thì phần này nó sẽ được bọc bởi một cái khuyên bằng kim loại trơn tru ở đây, nó đóng xuống cái phần phía ống nhựa ở trong. Đó, như đây là một sản phẩm mới nên là mình sẽ không tác động mạnh vào phần vỏ ngoài này, mà mình sẽ dùng một cây côn cũ mình đang sử dụng đây, các bạn có thể nhìn thấy là khi mình sử dụng ấy nó sẽ bị lấm lem đấy, lấm lem như thế này, bị bẩn đi. Nhưng mà các bạn yên tâm là nếu như các bạn cho vào nước và dùng bột giặt ấy, các bạn đánh lên và rửa sạch nó lại sạch như ban đầu nhá. Đây là do mình đang sử dụng để làm những cái video hướng dẫn luyện tập côn đi khúc thì mình chưa rửa đi, và đây là côn đã qua sử dụng thì nó vẫn còn tuyệt vời và nguyên vẹn như thế này. Nhưng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về phía bên trong của thân côn nên là mình sẽ cần phải sử dụng một chiếc côn đã qua sử dụng. Nếu không thì các bạn biết là cái chất liệu của mút xốp Eva này nó tất nhiên nó sẽ đàn hồi trở lại, nhưng mà khi mà bị tác động lực ấy thì nó sẽ không còn đẹp như là một cái thân côn ban đầu này nữa. Vì thế nên là mình sẽ hướng dẫn xem cho các bạn xem đấy nhá. Đây này, khi chúng ta kéo mạnh đây, đẩy cái phần thân côn vào ngực và ấn kéo cái này về thì chúng ta có thể thấy đây, đây là phần thân côn ở trong chạy xuyên suốt cái thân côn này đấy. Đây là cái chất liệu PA66. Chất liệu PA66 này giúp định hình thân côn, nhựa trắng trong rất đẹp, chịu lực rất tốt. Đây, khi chúng ta tụt xuống thế này chúng ta có thể thấy cái phần này là có một cái lỗ ở đây. Lỗ này là để chúng ta đút dây xuống đây và chúng ta buộc ở đây. Dây sơ cua buộc ở đây, buộc chặt thì nó sẽ không chạy lên được nữa. Và cái phần khuyên này các bạn có thể thấy là khi dây côn đảo quanh đây thì cái chỗ này nó nhẵn nhụi nên là nó sẽ khó bị đứt dây hơn. Cái độ sờn dây nó sẽ được giảm đi. Đây, như thế này. Độ sờn dây nó giảm đi nên là côn nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn thấy đấy. Và thay dây các bạn chỉ cần vén xuống và thay dây, cắt dây và kéo cái này ra, thay dây và buộc lại, rất đơn giản, cái đấy cực kỳ đơn giản. Và khi chúng ta nhả tay ra thì cái này nó sẽ tự hồi lên dần. Hoặc chúng ta vuốt lên này, vuốt lên thế này. Đây, đấy, côn sẽ trở về hình dáng ban đầu. Bởi vì là đây là một đôi côn mới nên là mình sẽ còn phải bán đi, đây chỉ là giới thiệu sản phẩm thôi. Đấy, nên là mình sẽ không tác động bất kỳ một cái gì vào cái côn này cả, chỉ là để show cho các bạn xem thôi. Đấy, cái khuyên này có tác dụng gì? Không chỉ là để làm đẹp đâu các bạn nhé. Cái khuyên này không phải là chỉ để làm đẹp, mà các bạn để ý này, nó chạy đi chạy lại ở trên cái dây côn này ấy, thì sẽ giúp cho chúng ta tăng cái lực ly tâm. Khi mà cái chúng ta đánh ra thì cái hai khuyên này sẽ chạy về phía côn đấy. Ví dụ đánh ra nó sẽ chạy về phía côn đấy. Đây, đấy, khi đưa lên thì nó đang chạy ở đây rồi nhá, nó đang ở phía bên này, nhưng mà khi vuốt lên thì nó lại chạy sang bên này luôn này. Đấy, tức là do cái lực ly tâm ấy, thì nên nó hai cái khuyên này nó sẽ bay đi về phía cái thân côn còn lại, luôn luôn bay về phía thân côn còn lại. Vì thế nên là cái lực ly tâm nó được tăng cường lên. Đấy, cái loại côn này là côn cao cấp nhất dành cho người mới tập. Có rất nhiều loại côn dành cho người mới tập nhưng loại này là loại cao cấp nhất. Bởi vì sao? Thiết kế tinh tế và tuyệt đẹp. Thứ hai nữa là nó được tính toán rất tuyệt vời, với trọng lượng là 180g. Có thể là rất nhiều bạn sẽ nghĩ là ôi sao côn nhẹ vậy, nhẹ như vậy thì làm sao mà đánh được. Rồi có thể là các bạn sẽ nghĩ là nhẹ như vậy thì đánh nó sẽ bay mất côn. Nhưng mà không, các chuyên gia đã tính toán rất là kỹ giữa dây côn và thân côn và cái hình dạng của côn. Chính vì thế nên là nó không hề phản khoa học một chút nào cả, mà ngược lại nó rất rất khoa học luôn. Đấy, một cái côn trọng lượng 180g như vậy nhưng mà khi các bạn sử dụng để luyện tập ấy thì đối với người mới tập nó cực kỳ quan trọng.
vì tay của các bạn lúc đó còn rất là yếu. Nói là yếu không có nghĩa là các bạn sinh hoạt hàng ngày hay làm gì đó nó yếu đâu, mà yếu trong việc luyện tập, yếu trong võ thuật. Thì thứ nhất là cái vai của các bạn chưa khỏe này, đấy, khuỷu tay chưa khỏe và nhất là cổ tay chưa khỏe. Đấy, cái cổ tay của các bạn khi tập côn rất quan trọng. Chính vì thế các bạn nên tập từ côn nhẹ rồi nặng dần lên. Các bạn, mình khuyên các bạn không nên có suy nghĩ là tập côn nặng sau đó là sử dụng đến côn nhẹ dần thì tốc độ nó sẽ cao. Tất nhiên là như thế cũng có một phần đúng, nhưng để mà người mới tập tập luyện ấy, thì mình cảm thấy khoa học nhất đó là tập từ côn nhẹ trở lên. Bởi vì là tập côn nhẹ thì cổ tay của chúng ta sẽ được làm quen dần với cái trọng lượng của côn tác dụng vào. Đấy, trọng lượng của côn tác dụng vào, khi chúng ta đánh một đòn côn ra thì nó tạo cái lực ly tâm và cổ tay chúng ta lúc đó chưa dẻo thì sẽ dễ gây chấn thương. Chấn thương có thể là ngay tức thì bởi vì sẽ gây nhức mỏi, và cũng có thể là những chấn thương lâu dài về sau. Những chấn thương lâu dài về sau mới là cái đáng quan tâm, đó là khi mà chúng ta bị khô dầu ở khớp do chúng ta tập côn nặng ngay từ ban đầu. Khi tập côn thì sau này về già tay chúng ta sẽ bị lụng cục ở khớp xương, gây ra khó chịu, đau đớn, thì nó gây ra bất tiện cho cuộc sống. Chính vì thế nên là mình khuyên các bạn nên tập côn nhẹ sau đó là dần đến côn nặng dần nhé. Đấy, đối với cái côn này thì mình sẽ cho các bạn xem cái sự tác động của côn vào cơ thể chúng ta khi chúng ta tập luyện ban đầu và những tai nạn khi gặp phải, thì cái côn này sẽ giúp chúng ta tránh những chấn thương như thế nào nhé. Đây, chúng ta ví dụ chúng ta tập như này, như vô tình đánh vào đầu như thế này, đấy đây, đó, hoặc đánh vào cổ tay như này, đánh vào vai, đấy, lên, vô tình đánh vào cổ tay, hoặc đánh vào hông, đó, vô tình đánh vào hông và đầu gối nữa, một số nơi mà xương lồi ra, đây, xương vai, xương cổ tay chỗ này, hai bên khử tay chỗ này, nếu như đánh phải thì chúng ta hay gặp nhất đó là hiện tượng là bị tê như có điện giật ấy. Đấy, nhiều khi mà đau quá bung cả côn ra luôn. Đấy, những cái nơi như vậy là sẽ dễ gây chấn thương, và nhất là phần đầu của chúng ta quan trọng nhất. Nếu như các bạn là không muốn phải đội mũ bảo hiểm để tập luyện thì các bạn nên mua những cái côn mút như thế này, mút xốp như thế này về để luyện tập, vừa là tự tin hơn trong luyện tập, vừa là đỡ gây tiếng ồn. Bởi vì nếu như có rơi rớt thì cái côn này nó rơi ở trên cái sàn nhà hoặc sàn tập nó cũng đỡ gây tiếng ồn hơn. Đấy, như sau này, đó, mùi đánh bắt đầu này, đánh dọc này, đánh ngang này. Đấy, nó đều không gây đau đớn. Đó, mình đánh mạnh nhé. Đó, các bạn có nghe thấy được. Đấy, đấy, nó không hề gây đau đớn một chút nào, bởi vì là cái lớp mút xốp ở phía ngoài này cực kỳ dày rồi. Đấy, và khi đánh những cái đòn vụt thì cái côn được thiết kế là tám cạnh, nó sẽ cho các bạn những cái âm thanh nghe rất hay, đó là tiếng xé gió nghe. Đấy, 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 tuy là 180g thôi nhưng mà nếu như các bạn phát lực mạnh ấy, thì nó cũng tạo ra những cái đòn cực kỳ là mạnh. Đấy, và khi chúng ta tập luyện loa côn nó như thế này, nó không hề bay côn mà đường côn đi rất là tròn. Thấy là mình
rất tốt ở trên côn này, bởi vì là cái côn này nó rất ưu việt. Vì thế nên là nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm côn nhị khúc mút 8 cạnh cao cấp này thì các bạn truy cập website cnk.vn. đây sản phẩm mới đây đó, cnk.vn, hoặc gọi vào số điện thoại 1900 0114 để đặt hàng. Và đây là sản phẩm khi mà được cho vào túi đấy, các bạn là mang đi luyện tập rất kín đáo, tế nhị mà lại cực kỳ đẹp đấy. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nhớ bấm đăng ký kênh các bạn nhé. Ở phía dưới này có chữ đăng ký kênh, subscribe. Đó, và mua hàng các bạn truy cập website cnk.vn hoặc alo số điện thoại tổng đài 1900 0114. Xin chào.